Em xin chào các bác, em ở bên Lương Âm Thanh, Lương Audio. Thì thưa các bác là đây là một cái video mà test hàng trước khi mà đóng gói và gửi đi cho khách hàng. Thì cái đơn hàng này thì gửi cho anh Sơn ở bên Hải Phòng. Thì bác ấy có đặt lấy ở bên em là một cục đẩy liền vang đến từ thương hiệu là PS Audio và mã sản phẩm của con này là con AK 6000. Thì thưa các bác là ở trên thị trường thì có rất nhiều những cái thiết bị âm thanh. À, và ở đây là một cái thiết bị là con đẩy liền vang đây là một cái sản phẩm sự kết hợp giữa một cục đẩy và một con vang cơ à, thì với cái sản phẩm này thì thứ nhất là đem lại cho chúng ta một cái hiệu quả làm việc rất là tốt với cái công, công suất của cục đẩy khỏe và thứ hai nữa là sự tiện dụng và âm thanh hay của một con vang tích hợp trên cùng một thiết bị à, thì khi mà các bác bóc tách ra chúng ta mua hai thiết bị là chúng ta mua một con đẩy và chúng ta mua một con vang so với chúng ta mua một con đẩy liền vang như này thì em nói rõ với các bác là các bác sẽ mua con đẩy liền vang này thì nó sẽ giảm thiểu kinh tế cho các bác rất là nhiều các bác sẽ tiết kiệm chi phí đâu đó rơi vào khoảng độ khoảng 1 triệu đến 2 triệu. Đấy, giảm thiểu cái chi phí đi. Và cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta mua một con đẩy liền vang như này thì nó sẽ trong cái cách sử dụng chúng ta nó sẽ đơn giản hơn, đơn giản hơn và cách lắp đặt nó cũng đơn giản hơn, nó dễ dàng hơn. Và chúng ta sẽ có một cái kích thước của một sản phẩm nó sẽ gọn nhẹ hơn. Đó. Thì đó là những cái ưu điểm khi mà chúng ta sử dụng một con đẩy liền vang. Thì đây là một cái sản phẩm mà chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio, mã của nó là AK6000 thì trước khi mà đi sâu về cái sản phẩm này thì em sẽ giới thiệu sơ qua bên em thì bên em là bên lương âm thanh lương audio số điện thoại của bên em là 0988646683 À, và bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng Và chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke Với rất nhiều những cái chủng loại hàng, model hàng khác nhau à, Các bác thấy đây là cái kho hàng gồm có những cái dòng loa phun, loa súp, loa cột này Và ngoài này là những cái dòng tiếp là loa phun, loa súp, loa cột Và rất nhiều những cái model sản phẩm khác để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke Và quay lại cái sản phẩm ở đây thì đầu tiên đó là cái sản phẩm này với cái khung giá các bác nhé em chỉ ướm trình ướm chừng cái kinh tế cho các bác và trong cái khung giá ở với cái khung giá của con này là cái giá thành dưới 6 triệu 500 nghìn Dưới 6 triệu 500 nghìn là các bác có thể là sở hữu được cái sản phẩm này à, Thì lưu ý các bác là cái sản phẩm này thì em bán à, trong một thời gian dài Và giá thành thì nó có thể là thay đổi Thành ra thì em chỉ ướm chừng kinh tế cho các bác là cái khung giá là dưới 6 triệu 500 nghìn thôi Và để mà có cái giá ok nhất, giá hợp lý nhất, giá rẻ nhất và giá chính xác nhất Thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua số điện thoại đây và tiếp đến là bây giờ thì em sẽ phân tích sâu về cái sản phẩm mà tại sao là các bác nên sử dụng cục đẩy liền vang này và nó có những cái tính năng gì và nó phù hợp với loa gì và nó phù hợp với cái diện tích phòng là bao nhiêu mét vuông à, thì đầu tiên đó là cục đẩy này với cái cấu tạo nó cái mạch khuếch đại của nó là sử dụng mạch khuếch lại AB À, có nghĩa là nó có nhiều dạng khuếch đại mạch khuếch đại khác nhau thì trong đó thì con này thì nó sử dụng công nghệ mạch khuếch đại là mạch khuếch đại AB thì với cái công nghệ mạch khuếch đại AB thì đưa ra một cái hiệu quả làm việc đó đầu tiên đó là nó không kén loa. Các bác lắp vào loa nào thì tiếng nó cũng rất là hay, rất là sáng tiếng nó không bị kén loa. Một số những cái dòng mạch khuếch đại thì nó sẽ bị hiện tượng kén loa. Có nghĩa là các bác lắp vào loa này thì tiếng nó hay nhưng mà lắp sang cái loa khác thì tiếng nó không hay thì đó là cái hiện tượng kén loa của những cái mạch khuếch đại. À, tiếp đến là con này thì nó sử dụng cái biến thế nguồn À, thì đối với một cục đẩy công suất cũng như là bất kỳ một cái thiết bị điện tử nào thì cái vấn đề là cái nguồn điện là cái phần quan trọng nhất đấy nguồn điện nó có ổn định hay không nó có khỏe hay không thì nó có tốt hay không thì nó đưa ra một cái hiệu quả làm việc cho thiết bị là mới tốt mới cả khỏe được âm thanh mới hay được và độ bền mới cao được thì đây là một cái thiết bị nó chạy cái biến thế nguồn là biến thế nguồn cơ hay còn gọi là biến thế nguồn xuyến thì đó là những nhiều những cái cuộn dây là quấn vòng lên nhau thì với cái biến thế nguồn cơ nguồn xuyến này thì cái độ ổn định của nó cực kỳ cao, đứng đầu trong các dạng nguồn khác nhau. Và đưa ra một cái hiệu quả làm việc ổn định, âm thanh hay và độ bền cao. À, tiếp đến là con này thì về phần công suất của nó thì nó là một con đẩy hai kênh. À, nó là một con đẩy tích hợp ở trong nó là một con đẩy hai kênh. Và mỗi kênh công suất của nó thì nó rơi vào tầm 600W một kênh. 600W một kênh nhân với hai kênh có nghĩa là tổng công suất của con này nó rơi vào tầm khoảng 1200W là trong trường hợp mà các bác sử dụng những đôi loa có lội trở trở kháng là 8 ôm, 8 ôm và khi mà các bác sử dụng những cái dòng loa mà trở kháng nó tụt xuống à, xuống còn khoảng à, 4 ôm thì lúc đó thì chúng ta có cái à, công suất của nó sẽ lớn hơn là 600W một kênh. À, tiếp đến là con này thì nó sẽ phù hợp khi mà các bác sử dụng một đôi loa full đơn bát 30 hoặc là các bác sử dụng là hai đôi loa bát 25 hoặc là các bác có thể là sử dụng hai đôi loa bát 20 hoặc là các bác có thể là sử dụng một đôi bát 25 và một đôi bát à, 20 thì nó sẽ đưa ra một cái hiệu quả làm việc là tốt nhất và con này thì cũng có thể các bác sẽ lắp được vào bởi bát 40 nhưng mà em chỉ khuyến nghị là các bác là các bác đưa ra một cái hiệu quả làm việc là tốt nhất là hay nhất và chạy nó ổn định và âm thanh hay nhất bền bỉ nhất là các bác lắp vào bát 30 trở xuống đưa ra một hiệu quả và cụ thể thì trong cái video này thì em đang lắp vào một đôi loa full đơn bass 30 cũng đến từ thương hiệu là PS Audio cái đôi loa ở xa kia cái góc ngoài cùng bên phía tay phải các bác nhé đấy là đôi loa full đơn bass 30 em đang lắp vào con đẩy này là đang kéo một đôi loa full đơn bass 30 đưa ra một công suất làm việc rất là khỏe tiếng bass rất là dày rất là lực và tiếng trung và tiếng chép rất là sáng rất là rõ tiếng à, tiếp đến là con này thì với cái 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 công suất như vậy thì nó sẽ phù hợp khi mà các bác sử dụng ở cái mặt sàn độ khoảng trên dưới 30 mét vuông trên dưới 30 mét vuông thì các bác sẽ sử dụng được con này có nghĩa là nó sẽ dựng ở nhiều mặt sàn khác nhau nhưng mà nó sẽ phù hợp ở cái mặt sàn đó, nó di động ở khoảng trên dưới 30 mét vuông là hợp lý và bây giờ thì em sẽ quay qua một lượt cái sản phẩm cũng là giới thiệu một số những cái tính năng ở trên cái sản phẩm này thì lưu ý cho các bác đây là một cái sản phẩm mà nó tích hợp một con vang cơ cực kỳ là dễ sử dụng và đưa ra một cái hiệu quả làm việc rất là cao. À, đầu tiên đó là phần mặt trước đó là mặt phay nhôm màu đen. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chiết áp này là chiếc áp âm lượng à, của tiếng mic. Đây là các bác sẽ nhìn cái mic volume là âm lượng của tiếng mic. Và bên này là cái chiết áp to thứ hai đó là âm lượng của tiếng nhạc là to nhỏ của tiếng nhạc và ở đây chúng ta sẽ có cái màn hình hiển thị ở đây nó sẽ có một cái lớp giấy để bảo bọc cái cái màn hình hiển thị ở đây hàng mới thì chưa bóc ra đó ở đây thì chúng ta sẽ có thông báo là những cái đường tín hiệu vào thì đường tín hiệu vào ở con này thì nó sẽ có nhiều ngõ vào à, đầu tiên đó là đường AUX là các bác sẽ cắm những cái đường dây hoa sen à, rắc ở phần phía sau ở đây em cũng quay luôn ở phần phía sau để giải thích luôn cho các bác những đường tín hiệu ngõ vào thì ở phần phía sau ở đây chúng ta sẽ có đường nguồn điện vào nguồn điện vào thì các bác sẽ cung cấp cái nguồn điện lưới cắm thẳng vào nguồn điện lưới là sử dụng chúng ta sẽ có cái quạt làm mát ở đây để lưu thông gió làm mát ở bên trong sản phẩm đây là cái bố khối để mà đưa cái đường tín hiệu ra loa đường tín hiệu ra loa thì chúng ta sẽ có hai vế kênh công suất là thành ra là chúng ta sẽ có hai đường ra loa chính là gồm cho có loa trái và loa phải các bác sẽ nhìn cái chữ r và chữ l ở đây đây là đường ra hai loa, loa trái và loa phải. Và ở đây thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn để chúng ta sử dụng. Đó là một là các bác sẽ sử dụng cái rắc ca lông này. Đây là xin lỗi các bác là rắc lưu trích này. Đây là rắc lưu trích để đường ra loa, rắc qua rắc lưu trích. Hoặc là các bác có thể là sử dụng cái dạng thứ hai là rắc vặn cài. Thì cái rắc vặn cài ở đây thì các bác thấy là sẽ có hai hàng ở đây thì chúng ta có thể là sử dụng được bốn cái loa Đấy, có nghĩa là các bác sẽ được phép là lắp hai cái bát 25 hoặc là hai đôi bát à, 20 có nghĩa là chúng ta sẽ có bốn chiếc loa riêng biệt để có bốn cái cái đường cắm loa riêng biệt như này đấy có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng được bốn à, loa liền một lúc ở trên cái sản phẩm này và khi mà sử dụng ở gia đình thì em khuyên các bác là lên sử dụng cái rắc vặn cài này thì tiếp xúc và đưa cái tải tín hiệu nó sẽ tốt hơn là cái rắc lưu trích cái rắc lưu trích này chỉ dành cho anh em thợ người ta rút ra rút vào liên tục thì người ta sử dụng cái rắc này nó nhanh thao tác nó nhanh tiếp đến là đường tín hiệu vào ở đây thì các bác thấy là đây là cái phần mà, mà cái phần tản nhiệt cho mạch công suất thì có nghĩa là đây là một cái đường gió hút ra và đây là một cái đường gió đi vào thì đường gió đi vào đây nó sẽ qua những cái miếng nhôm tản nhiệt cho cái mạch công suất làm mát rất là tốt các bác nhìn thấy rất là nhiều những cái khe nhôm ở đây và tiếp đến là đường tín hiệu vào Đường tín hiệu vào thì con này nó có đường tín hiệu vào cao cấp với nhất bây giờ Đó là đường tín hiệu quang học là truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng Và đa phần bây giờ chúng ta đang sử dụng những cái tivi thông minh Là nó truyền tải đường tín hiệu bằng đường uh, cáp quang này Có nghĩa là chúng ta chỉ cần cắm một cái dây duy nhất là cái dây quang học này Một đầu vào đây và một đầu còn lại lên trên cái những cái tivi thông minh Để chúng ta lấy thẳng trực tiếp tiếng ở trên cái tivi thông minh Qua cái hệ thống cục đẩy liền vang này và ở trên trong thì nó có hệ thống mà giải mã tín hiệu quang học thì với âm thanh quang học này đưa ra một cái âm thanh rất là hay các bác nhé à, tiếp đến là đường AUX thì chúng ta có rất nhiều những cái lựa chọn về đường AUX Đường AUX gọi là cái đường hoa sen đi Đường hoa sen gọi là đường RCA Ở đây thì các bác thấy là đây là một đường Đây là đường thứ hai đây là đường thứ ba và đây là đường thứ tư Và trên đây thì chúng ta sẽ có một cái chiếc app là, Ghi là cái chiếc app này, chiếc app giới hạn âm lượng có nghĩa là trong trường hợp mà cái mà các bác sử dụng ở gia đình mà các bác có những cái cháu nhỏ mà sợ các cháu là ở phần phía trên của con đẩy này con đẩy liên vang này các bác cháu nó ấn vặn lung tung thì các bác sợ là quá tải thì các bác sẽ dùng cái chiếc áp này để giới hạn cái âm lượng cực đại cho cái cục đẩy liên vang này hoạt động ở cái chế độ là vừa phải để sao mà an toàn sợ các cháu nhỏ sờ vào thì nó không có vấn đề gì cả đấy là chế độ an toàn nhờ cái chết áp này. và đây là một cái đường ao cái đường ao này thì có nghĩa là các bác đang sử dụng một số những cái thiết bị thu âm Ví dụ như là các bác muốn live stream Live stream là các bác sẽ cắm cái đường này Đấy nó xuất ra điện thoại của các bác Và cái điện thoại của các bác là chuyển sang cái chế độ là live stream Thì các bác sẽ lấy cái đường tiếng này cắm vào cái điện thoại Thì lúc đó thu âm và đưa lên trên mạng thì âm thanh nó rất là hay Thì rất nhiều những khách hàng bây giờ đang sử dụng những cái chế độ live stream Thì chúng ta sẽ có cái rắc này để cắm vào cái lỗ live stream ở trên điện thoại di động các bác nhé à, tiếp đến là phần phía trên đây là cái đường tín hiệu mic chúng ta sẽ có hai rắc 6 ly ở phần phía sau ở phần phía trước thì lúc cũng có và ở phần phía sau thì các bác có hai cái rắc 6 ly để cắm thẳng trực tiếp mic vào đây để chúng ta hát karaoke trên hệ thống này và ở đây thì chúng ta sẽ cũng có cái âm lượng để giới hạn an toàn có nghĩa là âm lượng an toàn cho cái tiếng mic tránh cái trường hợp là các trẻ nhỏ là vặn ở cái phần phía trước à, sử dụng ở gia đình mà có trẻ nhỏ thì các cháu vặn ở phần phía trước nó quá tải cái đường mic thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiếc áp này để giới hạn cái ngưỡng an toàn cho đường mic À, và ở đây thì à, cái này ở trên cái hệ thống này nó rất là hay là nó sẽ có đường xuất ra riêng dành riêng cho cái tiếng mic Thì trong trường hợp mà các bác sử dụng những cái hệ thống mà thu âm chỉ lấy cái đường mic không thôi Lấy cái đường mic mộc không mà nó không có đường âm thanh ấy à, Đường không có đường nhạc ấy thì là chúng ta sẽ sử dụng cái rắc này à, Thì à, cái rắc này là rắc chuyên nghiệp rồi Đó. Tiếp đến là ở phần phía trên đây thì chúng ta sẽ có đường xuất của cái loa súp Các bác sẽ nhìn cái chữ FSW này Có nghĩa là viết tắt của cái, cái loa super à, Super có nghĩa là loa siêu trầm thì đây ví dụ ở đây em đang có một cái loa siêu trầm như này các bác như loa super bass đấy. Đấy thì chúng ta sẽ lấy cái đường tín hiệu ra thì có nghĩa là trên bản thân ở trên cái con đẩy liền vang này nó có các mạch cắt cốt là nó chỉ dành nó chỉ lấy cái tiếng siêu trầm ra và nó đưa ra cái đường này. Và trên đây thì nó có hai cái chiếc áp này để chúng ta chỉnh thứ nhất là chỉnh về cái âm lượng. Đây các bác sẽ nhìn cái chữ volume này, âm lượng của loa siêu trầm. Và thứ hai nữa là cái tình tần số cắt cốt của cái loa siêu trầm nếu mà các bác sử dụng cái loa siêu trầm thì có nghĩa là đường tín hiệu vào và đường tín hiệu ra thì trên cái sản phẩm này thì nó đầy đủ đáp ứng được tất cả những nhu cầu khi mà chúng ta sử dụng và đây là hai đường tín hiệu ra loa và em nói lại là trong cái video này thì em đang sử dụng con đẩy lại nuôi một đôi loa full đơn bass 30 các bác nhé đưa ra một hiệu quả ở mặt sàn ở bên em đang sử dụng là 100m2 với đôi bát 30 Nhưng mà các bác nghe cái phần âm thanh rất là hay Và đặc biệt nữa là ở trên cái cục đẩy này thì vừa rồi các bác nghe cái phần chất âm của con này Thì toàn bộ những cái chiếc áp của con này Toàn bộ những cái chết áp của con này em đang để hướng là hướng 12 giờ. Cái chết áp này, này ở hướng 12 giờ có nghĩa là chưa căn chỉnh cái gì cả. Em sẽ để hướng âm thanh mộc của cái thiết bị này là chúng ta chưa căn chỉnh cái gì cả, chúng ta chỉ sử dụng cái chiết áp âm lượng to nhỏ thôi. Còn cái phần âm sắc cũng như là phần hiệu ứng thì chúng ta chưa căn chỉnh cái giả cả để nguyên ở chế độ trung bình. Thì có nghĩa là cái sản phẩm này là bên PS người ta đã thiết kế uh, dành riêng cho thị trường Việt Nam và cái cách nghe nhạc của người Việt Nam cũng như là cái cách hát karaoke của người Việt Nam để người ta thiết kế lên cái sản phẩm này. Thành ra khi mà các bác để ở cái chế độ là 12 giờ hết thì cái âm thanh các bác nghe nó đã rất là hay rồi và hát karaoke cũng vậy rất là hay và rõ ràng khi mà chúng ta chỉnh thêm nữa thì âm thanh nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều và ở đây thì em giới thiệu tiếp vừa rồi đó là hai cái chép rồi màn hình hiển thị rồi và ở đây chúng ta sẽ có cái nút menu lưu này để chúng ta chỉnh một số những cái tính năng và ở đây thì chủ yếu quan trọng đó là cái lút input này cái nút input này, cái nút menu này là nút mở rộng về sau khi mà chúng ta cài thêm một số những cái tính năng Khi mà chúng ta cắm USB cũng như là cái thẻ nhớ USB thì cái nút menu này là có tác dụng Còn chủ yếu bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái nút input này để thay đổi những cái ngõ tín hiệu vào Có nghĩa là con này thì phía sau thì nó có rất nhiều đứng ở đường tín hiệu cung cấp vào Và chúng ta muốn sử dụng cái đường tín hiệu nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái input input thứ nhất và nút input thứ hai đây là các bác sẽ nhìn cái chữ nút input này đó thì nó sẽ thay đổi các ngõ vào gồm có giải mã tín hiệu quang học này à, bluetooth là bắt điện thoại không dây này cũng như là đọc usb cái con này thì có nghĩa là nó sẽ giao tiếp không dây với điện thoại qua chế độ Bluetooth được các bác có thể là bắt Bluetooth ở trên cái thiết bị này và ở đây thì chúng ta sẽ có cái lỗ cắm USB để các bác trường hợp là các bác sử dụng những cái USB nhạc các bác sẽ cóp sẵn nhạc vào đây đặc biệt là đối với những cái bác mà hay nghe những cái bài nhá hát hay ấy, thì các bác sẽ cóp sẵn vào đây và chúng ta sẽ bật ở đây thì chúng ta không cần phải thiết kế cái, cái, cái lối với thiết bị nào khác đặc biệt là đối với những cái phòng trà phòng à, à, cà phê thì các bác sẽ cóp nhạc sẵn vào đây và cắm đây và sẽ nghe từ đầu đến cuối những cái bài hát hay ở trong cái USB như này hoặc là các bác cũng có thể là dùng thẻ nhớ đặc biệt là con này thì nó sẽ có cái khe cắm thẻ nhớ đây các bác sẽ nhìn có thẻ sd là my sd này đấy thì đều cắm được vào đây để chúng ta đọc nhạc và trên đây thì chúng ta sẽ có một số những cái phím bấm chức năng để chúng ta tua bài lách bài và dừng bài ở cái thẻ nhớ usb như này Tiếp đến là phần ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái công tắc nguồn chính là cung cấp nguồn điện chính và thiết bị tắt bật. À, tiếp đến là chúng ta sẽ có một hàng cái chiếc áp đây là gồm có à, 2, 4, 6 cái chiếc áp đây. Thì trong 6 cái chiếc áp này nó chỉnh cho cái hiệu ứng echo hiệu ứng echo thì trong hiệu ứng echo thì nó sẽ có cái vang nhanh vang chậm vang dài vang ngắn và cái hiệu ứng bát và uh, midi cũng như là chép ở phần trong cái hiệu ứng echo và đây là cái echo volume echo tổng các bác nhé đây là echo tổng cái hiệu ứng tổng ở đây thì em để 12 giờ hết lưu ý các bác là đây để 12 giờ hết chút nữa thì em sẽ thử cho các bác là đường mic uh, tiếng mic lên như nào và ở đây chúng ta sẽ có ba lỗ cắm mic ở phần phía, phía trước với hai cái lỗ cắm mic ở phần phía sau tổng cộng chúng ta sẽ có 5 cái lỗ cắm mic 6 ly và chúng ta sẽ có những cái chết áp để chỉnh âm lượng cho cái lỗ mic này. Đấy ạ. À, tiếp đến là phần uh, equalizer, uh, phần equalizer uh, của nhà của mic. Đấy ạ. Các bác sẽ nhìn equalizer có nghĩa là cái giải âm uh, bát trung thép ở trong cái tiếng mic thì chúng ta sẽ có phần bát, có phần midi và phần chép để giải chỉnh cho cái phần đệm mic tuner. Đấy, có nghĩa là chỉnh cho những cái giải âm sắc ở trong tiếng mic. Và tiếp đến là giải âm sắc trong cái phần tiếng nhạc thì các bác sẽ nhìn cái chữ music uh, tuner. thì trong đây thì chúng ta sẽ chỉnh được tiếng bát của tiếng nhạc này tiếng midi của tiếng nhạc và tiếng chép của tiếng nhạc đặc biệt là con này nó sẽ có thêm một cái chiếc áp ba lăng ba lăng ở đây là chúng ta cân bằng hai loa cái âm thanh ở đây là chúng ta là âm thanh shitte nó sẽ có hai vế công suất và chúng ta sẽ sử dụng cái chiếc áp này để chúng ta cân bằng hai cái vế loa trong trường hợp mà các bác ở nhà mà các bác đặt cái loa có thể là loa xa loa gần do cái phòng của các bác nó không cân phòng có thể có cái loa đặt xa có cái loa đặt gần thì các bác sẽ sử dụng cái chiếc áp này để chúng ta cân cân chỉnh để cho hai cái loa đấy nó đưa ra một cái âm thanh đến tay người nghe là nó đều tiếng với nhau nó không bị uh, lệch tiếng vế thì nó sử dụng qua cái chiếc áp ba lăng này và một lần nữa thì bây giờ thì em sẽ đưa cái phần tiếng nhạc lên để các bác thưởng thức nghe cái tiếng nhạc ở trên cái hệ thống này và lưu ý ở đây thì tất cả cái những cái chế áp này đang để hướng trung bình là hướng mặc định âm thanh mộc của thiết bị này chưa căn chỉnh cái gì cả còn khi mà các bác căn chỉnh thêm thì âm thanh nó rất là hay à và thêm một khía cạnh nữa là con này thì nó tích hợp là một con văng cơ vang cơ có nghĩa là các bác sẽ chỉnh tất cả những cái hiệu ứng ở đây là thông qua một cái tô vít như này có nghĩa là chúng ta chỉnh cơ chúng ta cần hiệu ứng gì thì chúng ta sẽ đưa cái tô vít vào đó và vặn lên hoặc là vặn xuống bao giờ cái âm thanh ra nó đủ cái tai nghe nó đủ cái sở thích của chúng ta thì là chúng ta sẽ dừng lại thì đó là cái chỉnh nó rất là đơn giản thì các bác lưu ý là khi mà chúng ta lựa chọn một thiết bị âm thanh thì ngoài cái giá cả ngoài cái hình thức ngoài cái độ bền thì chúng ta phải lựa chọn sao một cái thiết bị mà chúng ta có thể là làm chủ được đó chỉnh được nó thì khi mà chúng ta làm chủ được nó chúng ta chỉnh được nó thì chúng ta mới phát huy được cái sản phẩm nó âm thanh nó mới hay được chứ còn nó dù sản phẩm nó có hiện đại đến đâu nó có mắc tiền đến đâu mà khi mà người dùng mà không biết khai thác không biết chỉnh thì thiết bị cũng không thể hay được Đấy, để lưu ý là như vậy chúng ta hãy lựa chọn những cái thiết bị mà chúng ta làm chủ được nó thì chúng ta mới phát huy được nó chúng ta mới làm nó hay được các bác nhé và với cái thiết bị này thì cực kỳ dễ sử dụng là chúng ta chỉnh qua những cái chiếc áp này qua cái tô vít này cần bát thì vẫn bát cần tép thì vẫn tép Đấy, rất là hay và đặc biệt là nó thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam ngay cả các bác chưa cần chỉnh cái gì cả các bác vặn lên các bác đã bật lên các bác dùng đã, đã thấy hay rồi đây các bác nhé em sẽ bật cái tín hiệu lên đây là ở chế độ là âm thanh mộc nhé chưa chỉnh cái gì đây các bác nghe và đây là trong này là một đôi loa full đơn bát 30 các bác nhé một đôi loa full đơn bát 30 với phục vụ cái mặt sàn ở bên cửa hàng em là rơi vào 100 mét vuông là đôi loa full đơn bass uh, 30 với cái khung giá độ khoảng uh, 10 triệu thôi nhá. à ở đây thì lưu ý các bác là với cái chế độ âm thanh mộc nhưng mà các bác nghe đầu tiên đó là cái tiếng trung và cái tiếng chép mà các bác dễ nghe nhất thì cái tiếng trung và tiếng chép thì nghe rất là rõ tiếng rất là sáng tiếng và cái tiếng tí tách của loa nghe rất là hay có nghĩa là cái phần giải chung và giải chép rất là ok và sâu hơn nữa là khi mà cái giải bát ở đây thì thực tế là cái giải bát thì thay em quay bằng điện thoại ở đây thì nó thu cái giải bát rất là khó vì cái giải bát là cái giải siêu trầm tần số siêu trầm thì nó thu bằng điện thoại nó khó hơn nhưng mà thực tế ở đây thì nghe rất là đã tai tiếng bát rất là lực rất là tròn tiếng và để mà nghe cái tiếng bát nó rõ hơn thì các bác sẽ có cái tai nghe điện thoại các bác sẽ cắm vào điện thoại thì nghe cái tiếng bát nó sẽ rõ hơn và thực tế ở đây thì âm thanh tiếng bát rất là đã tiếng rất là gọn và tròn tiếng rất là lực và ở đây thì với bát 30 và phục vụ ở mặt sàn là 100 mét vuông các bác nhé nghe rất là đã luôn đấy thưa các bác thì với cái sản phẩm này thì ở cái chế độ trung bình chế độ âm thanh mộc chế độ mặc định thì đã đưa ra một cái hiệu quả làm việc rất là tốt về phần âm thanh tiếng nhạc đúng không tiếp đến là bài test tiếp theo là em sẽ sử dụng là cái tiếng mic thì cái tiếng mic ở đây thì em cũng chỉ sử dụng là cái chiết áp chính ở đây là chiết áp âm lượng là to nhỏ cái tiếng mic thôi em sẽ vặn nó vừa phải thôi và em sẽ alo cho các bác là khi mà ở chế độ là âm thanh mộc chưa căn chỉnh cái gì cả chúng ta đã thấy hiệu quả rất là tốt ở trong cái bài test, thưa các bác là ở trong cái bài test này thì em đang sử dụng là một cái mic có dây đơn thuần chỉ là một cái mic có dây rẻ tiền thôi để thử cho các bác cho nó nhanh để cắm dây cho nó nhanh. À, thì nhắc lại là với cái chế độ là âm thanh mộc không căn chỉnh cái gì cả và em chỉ sử dụng cái chế áp tổng của mic thôi âm lượng mic thôi. và đây các bác sẽ nghe lắng nghe cái phần âm thanh tiếng mic. 6, 7, 1, 2. Các bác nghe cái phần âm thanh tiếng bích thì tiếng rất là rõ, rất là sáng nhé 6, 7, 1, 2. 5, 6, 7 1, 2. Tiếng rất là rõ, rất là sáng luôn 6, 7, tiếng rất là đã luôn các bác nhé Tiếng nghe rất là hay À, thì với cái chế độ là trung bình chưa căn chỉnh cái gì cả nhưng mà tiếng mic nó rất là ấm tiếng, à, tiếng bass rất là ấm và tiếng trung và tiếng chép thì rất là rõ và rất là sáng tiếng. Và độ nhạy của mic thì rất là cao và hát rất là nhẹ nhàng, à, tiếng alo rất là nhạy nhưng mà nó không bị rú rít mic. Vì bản chất ở trên cái con vang này nó đã tích hợp sẵn một cái bo mạch chống rú rít. Thì có nghĩa là cái nó sẽ hạn chế rất nhiều uh, trong cái cái việc là rú rít mic thì đối với những cái dòng âm đi cổ ngày xưa thì nó chưa có cái bo mạch chống rú rít nhưng mà những cái dòng vang hiện đại này thì nó sẽ có tích hợp sẵn cái bo mạch chống rú rít thì các bác hát nó sẽ nhẹ nhàng hơn nó sẽ nhẹ mịch hơn nhưng mà nó không bị gây rít các bác nhé lên sáu bảy một hai sáu bảy tiếng rất ok sáu bảy một hai thì đấy là chế độ là âm thanh mộc còn rõ ràng khi mà chúng ta can thiệp thêm vào các hiệu ứng thì âm thanh nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều và đánh giá thêm một cái khía cạnh nữa là khi mà các bác mua một cái dòng sản phẩm là đẩy liền vang này, chúng ta sẽ có những cái lợi ích gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái thiết bị với cái chi phí nó rẻ hơn. Thay vì là chúng ta sẽ mua hai sản phẩm là một con đẩy và một con vang thì với một con đẩy và công suất nó rơi vào tầm 600W một kênh nhân với cả hai kênh thì các bác phải đầu tư độ khung giá độ khoảng là trên dưới 5 triệu đồng, đúng không? Trên dưới 5 triệu đồng. Và tiếp đến là các bác mua một cái sản phẩm thứ hai đó là một con vang cơ thì các bác cũng phải đầu tư đâu đó khoảng 2 triệu đồng Thì có nghĩa là chúng ta nếu mà chúng ta bóc tách ra Thì chúng ta phải đầu tư hai cái thiết bị Với cái hiệu năng làm việc giống như con này Thì với đầu tư khoảng độ khoảng trên dưới 7 triệu đồng 7 triệu đồng Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ có một cái thiết bị Đảm nhiệm hai cái tính năng nhưng mà cái khung giá của nó chỉ là dưới 6 triệu 500 nghìn Thì có nghĩa là các bác sẽ tiết kiệm đâu đó khoảng trên dưới 2 triệu đồng khi mà mua thiết bị này Đấy là một cái khía cạnh kinh tế à, Tiếp đến thứ hai nữa là à, về cái sản phẩm này thì đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng nó sẽ dễ dàng hơn Và lắp đặt nó dễ dàng hơn Có nghĩa là càng ít thiết bị thì chúng ta căn chỉnh cũng như lắp đặt nó càng dễ hơn và cái thứ ba nữa là về vấn đề thẩm mỹ thì với cái sản phẩm này thì khi mà nó tích hợp ở trên cùng một thiết bị thì nó sẽ nhỏ gọn hơn và các bác sẽ kê thì nó sẽ gõ nhỏ gọn hơn nó sẽ xinh xắn hơn đặc biệt là đối với những cái bác mà đang sử dụng những cái mặt sàn gia đình mà không gian nó 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 không được rộng rãi thì với cái sản phẩm này thì các bác kê kích thì nó rất là gọn gàng và rất là đẹp và rất là dễ sử dụng thì đây là một cái sản phẩm mà em đánh giá cái sự hoàn thiện rất là đẹp và thứ hai nữa là sự hữu dụng của nó đó, sự đa dạng về cái cách sử dụng rất là hay và mang cái tính tính hoàn thiện rất là cao và lên sử dụng vì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đẹp mà giá thành hợp lý âm thanh hay dễ chỉnh và dễ lắp đặt cũng như là dễ kê kích đưa ra một cái À, kiểu dáng đẹp khi mà chúng ta lắp ở à, diện tích phòng và với cái con này thì với cái công suất như này thì nó rất là vừa phải khi mà chúng ta sử dụng ở gia đình thì với cái mặt sàn gia đình thì thường chúng ta với cái không gian độ khoảng trên dưới 30m2 và thì chúng ta sẽ sử dụng là một đôi loa phun đơn bát 30 thường những cái bác nào sàn nhà rộng độ khoảng 40 50 mét vuông thì các bác sẽ sử dụng là một đôi loa phun đơn bát 40 còn những cái bác nào mà những cái ví dụ như phòng chung cư chúng ta chỉ có mặt sàn độ khoảng 20 mét vuông 25 mét vuông thôi hoặc là nhỏ hơn thì chúng ta cũng vẫn cứ dùng cái con này với cái mặt sàn cấu hình như vậy chúng ta sẽ lắp vào bát 25 hoặc là bát 20 thì đưa ra một cái hiệu quả âm thanh rất là hay. Đấy thì um, em uh, giới thiệu về cái sản phẩm này. Và với cái sản phẩm này thì vừa rồi thì cũng là một cái sản phẩm uh, một cái video giới thiệu cũng tương đối chi tiết. Tiết thì những cái bác nào mà biết về sản phẩm rồi mà cảm thấy cái video nó dài dòng quá thì các bác thực sự là thông cảm vì em làm video là muốn đáp ứng cho rất là nhiều người xem. Đấy thì em sẽ làm nói nhiều, nói chi tiết để đáp ứng được mọi người. Còn những cái bác nào mà cần thêm những cái thông tin về sản phẩm thì các bác có thể là liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Và nhắc lại đây là một cái sản phẩm hàng chính hãng 100% vì bên em là bên đại lý phân phối cấp 1 của PS Audio. Đó, cảm ơn các bác đã theo dõi video và nhắc lại đây là một con đẩy liền vang một cục đẩy ở bên trong với công suất lớn ở rơi vào tầm 600 w một kênh có nghĩa là hai kênh của nó là 1.200 w và một con vang cơ với tính năng nhiều tính năng và dễ sử dụng vừa rồi thì em đang nghe đường quang học thẳng từ trên TV xuống và cái chế độ là quang học từ trên TV thì đa phần là bây giờ chúng ta đang sử dụng cái chế độ đó và nhiều bác thì sử dụng thêm đọc USB hoặc là giao tiếp với Bluetooth thì con này đều đáp ứng đủ cho các bác nhé cảm ơn các bác đã theo dõi video và để liên hệ với bên em nhắc lại là các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646 để thêm thông tin về sản phẩm mà có một cái giá ok nhất giá rẻ nhất các bác nhé và quá trình theo dõi video thì các bác sẽ yêu quý bên em ủng hộ bên em giúp đỡ bên em bằng cách là các bác sẽ ấn vào nút đăng ký ở phần phía dưới video nó sẽ có một cái nút đăng ký các bác sẽ sẽ ấn vào đăng ký để đăng ký ủng hộ kênh của bên em. Cái việc đăng ký kênh thì nó sẽ không phát sinh cái chi phí gì của các bác các bác nhé. Cảm ơn các bác, xin chào các bác ạ.